Vâng em mến chào tất cả cô chú anh chị các bạn yêu uh, địa lan Xin được uh, chúc tất cả các, các, các bác bá các anh chị các bạn chúng ta xem uh, video vui vẻ và có thật nhiều cái kiến thức uh, bổ ích để giúp chúng ta hiểu thêm về cái địa lan rừng uh, Video được phát sóng tại kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng vào uh, sáng chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022 các anh chị các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 09 49 26 1918 để đặt những câu hỏi hoặc là để mua những sản phẩm từ bên kênh Hoa Lan Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. như tuần trước thì em cũng có giới thiệu và nói khá là rõ với tất cả các anh chị các bạn về những cái cây địa lan và mặt hoa của nó. Thì vừa rồi ở trên em ăn rằm tháng 7 nên là cũng cái quỹ thời gian cũng khá là bận rộn nên em cũng chưa có hình ảnh mà em phóng to cho tất cả các bác chúng ta xem được. Thì bên cạnh đấy thì ngày hôm nay thì em sẽ quay video và đề cập cũng như là nói với tất cả các anh chị các bạn chúng ta. Đồng thời là sẽ có một số cái mặt hoa để cho các bác chúng ta xem. À, trước màn ảnh của tất cả các anh chị các bạn đó là cái cây cây vinh hoa và cây cây vinh hoa và cây 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 nữ hoàng cao bằng. Đây nó là hai cái cây màu màu vàng. Vâng hai cây màu vàng của ở cao bằng em. Thì cây này thì em vừa sổ được ba được, được 3 năm rồi đấy các bác ạ. Thì đây là hình ảnh của cái bông sẽ cho tất cả các bác chúng ta xem và hình ảnh thì em sẽ cập nhật luôn cả giá cả luôn nhé với cây nữ hoàng cao bằng này thì là một trong những cây hoa của nó màu vàng thì cây này thì nở hoa vào tết nhé cái này thì chắc là em không giới thiệu các bác cũng biết rồi địa lan thì thường nở hoa vào tết cả chậu bên này là chậu nữ hoàng cao bằng chậu này thì em bán với giá là 5 triệu em sẽ phân tích tại sao em bán 5 triệu thứ nhất là cây giống cũng rất là lâu rồi và thứ hai nữa là cái cây này cái giống rất là khỏe có bốn thân và một cái mầm ở phía ngoài cùng kia đấy hoa của nó đây ở chậu này 5 thân thì bác nào lấy thì em lấy 5 triệu em gửi cả chậu nhé các bác nhé gửi cả chậu lấy quy cách là em gửi cả chậu cây cũng tương đối ổn và đẹp Đấy, tương đối ổn và đẹp Đó. nó ờ, hình ảnh của nó đây, chất lượng của cây đây Nó rất là mà tươi và rất là mướt Và mấy ngày hôm nay Em để vào trong cái góc này thì nó không bị nước mưa Thế là nó cây nó rất là khô ráo đây thì bác nào mà tiện thể lấy thì mùa này cũng là mùa tách địa rồi thì nếu mà lấy được thì về chúng ta có thể có thể là tách ra và chúng ta có thể là là là, là 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 chia giống cho anh em hoặc là chúng ta có thể chia đôi con giống ra để làm sao để chúng ta có nhiều giống hơn ở cây thứ hai nó là cây phía bên cạnh cây phía bên cạnh thì em giới thiệu sẽ giới thiệu sâu và kỹ hơn cây bên cạnh thì có tên là cây vinh hoa với cây vinh hoa này thì em cũng trồng thuần ở vườn nhà lâu rồi Vâng, cây vinh hoa này cũng trồng thuần ở vườn lâu rồi Và cây này thì em cũng đã có giống chia sẻ cho khách hàng Và đặc biệt là cái bộ lá của nó vàng võng và cái lá nó thẫm hơn Cái cây nữ hoàng cao bằng các bác nhất Đây, hai chậu mà cái thằng bên này thì lá nó Lá bên này nó sẽ vàng hơn Còn cái bên này lá thấm hơn và bóng hơn Thì có tên là chậu vinh hoa Giới thiệu với tất cả các bác và đây là mặt hoa của nó Đây, đây là một bông khá đẹp và chậu này thì thưa với tất cả các bạn là chậu này có 5 thân Vâng, có tất cả là 5 thân Đấy 5 thân Và nó rất là đẹp nhé các bác nhé Đây. Đó 5 thân Thì bác nào cái này thì em có thể chia làm đôi này Bác nào lấy 3 thân này thì em lấy với giá là 5 triệu nhé 3 thân phía bên này Đây, 3 thân phía bên nửa bên này Là em lấy 5 triệu Còn 2 thân này thì bạn nào lấy em sẽ lấy với giá là 3 triệu 2 thân phía bên này Đây 2 thân này Đây. Thì toàn bộ đều là cây hai cây màu vàng Tuy nhiên là cái sắc tố với lại cái Khuôn hoa của nó thì khác nhau cây hoa vinh thì đẹp hơn cây nữ hoàng cao bằng và đây là hình ảnh hoa của nó à, thưa tất cả các bác thì với địa lan ý, thì có hai có rất là nhiều cách chơi nhưng mà ở đây thì trong video này thì em vừa giới thiệu cây và em vừa giới thiệu cho tất cả các bác chúng ta về về cái địa lan thì đối với địa lan ý, thì nó có hai cách chơi các bác nào chơi hương thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái chậu to ví dụ chúng ta chơi hương thì chơi những chậu to mà những chậu mà chúng ta không cần nhất thiết phải mặt bông đẹp và không cần biết là hoa của nó như thế nào Đấy, miễn sao là chúng ta được chậu to giò to đẹp là chúng ta chơi Đấy, mới giò của nó sẽ được uh, tổng khoảng 8 đến 10 vòi hoa thậm chí là 3, bốn năm vòi hoa trở lên thì chúng ta có nhiều vòi hoa như vậy thì chúng ta chơi được nó sẽ uh, thơm và nó sẽ có mùi hương khắp uh, cái khán phòng của mình khi mà trưng cái giò địa lan này địa lan nó nở vào tết nên là các bác có thể là để lại trưng bày và đây là một cái ví dụ cho tất cả các anh chị các bạn chúng ta xem đây là ví dụ ví dụ này là đối với cái hoàng điểm nhỉ với chậu hoàng điểm thì người ta gọi là chậu này thì cũng là một chậu uh, ở cái địa truyền thống nhưng tuy nhiên là người ta sẽ chơi chậu to hơn chậu này rất nhiều các bác nhé sẽ chơi chậu to hơn chậu này rất nhiều và mỗi cái mỗi cái mỗi cái chậu này thì người ta sẽ chơi tầm khoảng uh, 5 đến uh, hơn chục vài hoa đấy người ta gọi là chơi hương ngoài ra chúng ta không không cần thiết phải là chơi những cái cây mà nó có màu điểm màu lý đấy màu thường cũng được tức là chúng ta không quan trọng về mặt hoa cũng như là không quan trọng về kết cấu hoa chúng ta chơi hương đấy còn khi mà chúng ta chơi cách cách đấy là chúng ta không cần phải cầu kỳ lắm về 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 về, về mặt hoa nhé về khuôn mông về mặt hoa và về sự phân bố của cần và chúng ta chỉ cần có những chậu lan to đẹp để trưng bày là ok rồi còn cái thứ hai là cái này là rất nhiều người đang hướng chơi đó là chơi nghệ thuật chơi nghệ thuật thì người ta sẽ người ta sẽ căn ke và người ta sẽ dõi vào rất là nhiều cái tiêu chí các bác nhận bằng sẽ dõi vào rất là nhiều cái tiêu chí tiêu chí đầu tiên là người ta sẽ soi về mặt hoa các bác nhận người ta sẽ soi về mặt hoa và sự phân cần phân hóa của của bông hoa à, ví dụ như là những cái bông hoa đẹp ấy thường thường người ta sẽ không bao giờ trồng người ta sẽ không bao giờ trồng người ta sẽ không bao giờ trồng nhiều đâu các bác nhá người ta sẽ không bao giờ trồng nhiều và người ta chỉ trồng từ khoảng 1 đến 2 đến 3 thân thôi Đấy, khi mà chậu tổng khoảng 4, 5 thân, 7 thân thì người ta sẽ tách ngay Và đây là người ta gọi là chơi nghệ thuật Và với cái cách chơi nghệ thuật này thì chúng ta để trưng bày Vừa để trưng bày này vừa để chụp ảnh và vừa làm cái những cái không gian nghệ thuật tức là trong cái không gian nghệ thuật này á thì cái cây nó sẽ được phô trương phô trương về hoa này về tổng bộ này đây về tổng bộ tổng bộ gồm có bình này ờ, tổng bộ về lá này sắc lá màu lá bản lá to bé vạn không hay là lá nó như thế nào và thứ hai nữa là cái sự cái cái phân hóa của cần hoa đấy nó chỉ chơi 3 đến 5 đến 7 bông và có thể là mười mấy bông nhưng mà người ta chỉ chơi một đến hai vòi hoa thôi thậm chí là người ta toàn chơi một vòi hoa là nhiều các bác nhá đấy thậm chí là người ta chơi một vòi hoa là nhiều lý do tại sao là người ta chơi như vậy thì nó có rất là nhiều cái lý do lý do uh, quan trọng nhất ở trong cái 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 mà chúng ta chơi uh, chơi 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 uh, chơi theo, theo 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 hoa như này ấy. là cái lý do quan trọng nhất là để người ta để người ta phô trương cái mặt hoa các bác nhá để người ta phô trương mặt hoa đây để người ta phô trương mặt hoa và cái vẻ đẹp của bông hoa đấy đấy là cái góc độ nghệ thuật đây và người ta chỉ người ta chỉ người ta chỉ 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 chỉ, chỉ trồng mỗi chậu khoảng 3 thân 4 thân 5 thân đổ lại và mỗi chậu đấy người ta chỉ để cho người ta chỉ để cho người ta chỉ để cho một cần hoa lên thôi các bác nhé vâng và, và sau đây thì em cũng vừa mới vừa 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 giới thiệu cũng như là vừa cho tất cả các bác xem những mặt hoa. Đây, những mặt hoa đây là bông đại thanh Hà Nội. Rất đẹp. bác nhá, đại ngọc. Và những cái cây này thì nó có như có tên ở trong này thanh nhất phẩm đấy. Đấy nó có tên ở trong này hết, linh 2 đây. Đấy thì cái này thì các anh chị các bạn chúng ta có thể thèm xem thêm, nhưng em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác là địa lan nó sẽ 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 kỳ hoa dị thảo và nó rất, sẽ rất là nhiều màu. Cái màu xanh, màu vàng màu à, màu đỏ màu cam màu lý màu hồng các bác nhận đây đó đây đây là một cái cái chậu lan mà chúng ta chơi theo tôn vẻ đẹp của nó được tôn vinh bằng cái giá trị nghệ thuật bằng cách là phối giữa chậu cây hoa à, và cái sự phân cần hoa đây các bác này đây một chậu hoa như này Với cái tổng quan của nó như thế này thì rất là ok nhé và sẽ rất là đẹp cho người ta chơi chơi theo góc độ nghệ thuật đấy sẽ có sẽ có những chậu lan được mọi người chơi ở cái ở cái tố chất nó rất là phê như thế này đây đại thanh hà nội đây đó thì với một cây lên như thế này thì dân người chơi họ sẽ không để nhiều hoa nhé đấy chỉ để một cần hoa duy nhất thôi Em đang có cái điện thoại và em đang cũng đang tìm những cái hình ảnh thực tế nhất để cho tất cả các bác xem mà em tìm mãi không thấy đâu. Những cái chậu lan mà trước đây em lưu lại. Đấy thì hôm nay thì em chỉ nói chuyện và quay video như vậy tí nữa thì em sẽ đăng lên. Và các anh chị các bạn chúng ta hãy xem và cảm nhận các bạn nhé. Đây cây đỏ này. Đây. Đây là cây. Cái... Đây. Cây này là cái lâm trường. cái ngọc nữ đây thường người ta hướng vấn hướng đến chơi nhất là bông các loại bông nó có biến thiên nhá tức là màu xanh màu vàng màu cam màu lý màu điểm à, màu màu đỏ màu hồng thậm chí là màu đen Đấy, màu đen với lại màu những cái màu kiểu kiểu dạng như này người ta gọi là bông lý này đây. Đây, lấy bệt đấy thì không cứ gì người ta chơi những cái địa lan ấy không cứ gì người ta chơi những cái bông mà gọi là lên nó có màu sắc màu xanh màu vàng hoặc là màu lý màu điểm đâu ví dụ như có có những bông như này ví dụ có những bông như này và người ta cũng rất vẫn rất là thích này Đấy, và khi mà chúng ta mà sổ ra được những bông lan đẹp ấy thì uh, chúng ta có quyền để đặt tên những cái bông lan này và và được uh, mang đi trưng bày và sẽ được uh, một bộ phận công chúng yêu lan các bạn yêu địa lan ấy, thì người ta sẽ thẩm định và người ta sẽ uh, đưa ra nhiều cái ưu khuyết điểm của một bông địa và của cái giò địa mà chủ nhân sở hữu và sau đấy thì đồng thời là sẽ uh, bằng cách là giao lưu chia sẻ nhưng mà cái cách giao lưu chia sẻ thì các anh chị các bạn sẽ có một cái khung giá nhất định và được uh, bạn bè tất cả các anh chị em yêu địa lan công nhận và ủng hộ các bác nhậc công nhận và ủng hộ Đấy. đây là một bông liềm rất là đẹp Đấy. các bạn nhé còn ở đây em giới thiệu thêm uh, cái bông uh, đây cái bông uh, cái bông này là bông uh, ngọc thanh lâm đây bông này thì thưa tất cả các bác là bông này là ở tại nhà em nhé và ở đây là cái chậu mà sổ ra cây ngọc thanh lâm này và vâng, sẽ giới thiệu với tất cả các bạn luôn đây vườn của em này Đấy, thì em sẽ cho cái cho tất cả các bác chúng ta xem cái bông lan ngọc thanh lâm này và tổng trạng cây nhé đây là cây hình ảnh thực tế với hoa ở trên cái chậu này và cũng đây là cũng là chậu ngọc thanh lâm đây. đây chậu này có hai thân tơ hai măng rất đẹp ạ đấy củ như là chủ củ trứng gà đây hai thân này rất là khỏe và em nghĩ rằng là chắc là hai cây nó sẽ để để nối đấy ạ cái này thì nó là một cây màu 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 xanh xanh thì em đặt gọi là thanh các bác nhé đây, đây ngọc thanh lâm cái bông này cũng là một bông rất đẹp này Đấy thì bạn nào mà có nhu cầu lấy cây, cây ngọc thanh lâm này Em nói giá luôn nhé Nói chung là cây địa lan này thì chúng ta cứ đừng ngại Mà khi chúng ta nói giá Đấy được thì các bạn sưu tầm Còn không được thì chúng ta hãy xem cây Và chúng ta có thể là giao lưu ở một phiên khác Hoặc là bao giờ có nhiều nhiều giống ấy Thì các bác giao lưu cũng chẳng sao Tuy nhiên về cái giá thì chắc là sẽ không có thay đổi Cây ngọc thanh lâm này thì em bán với giá là 10 triệu nhé Tương đương với giá là 2 triệu rưỡi cho một thân và cây này thì em đã bán một nửa cây về Lào Cai rồi Thế Còn một nửa cây rất đẹp này thì em để lại Đấy, Có bác nào có nhu cầu lấy hoặc là bác nào thích chậu này Thì em vẫn để cho giá 10 triệu và em gửi cả chậu Bao ship cho tất cả các bác Hình thái cây rất đẹp Khỏe mạnh, lành lặn, không có bị hỏng gì cả Các bác nhé Không có bị hỏng hóc gì cả Đấy Đó cái Ngọc Thanh Lâm Đấy, Còn để cho tất cả các anh chị các bạn mà chúng ta được chia cây á Và lấy cây á thì nói chung là nó rất là mất thời gian và nó sẽ mất rất là nhiều cái niên tức là mỗi một cái vườn địa lan như này như này của em ấy gồm có rất là nhiều bông đẹp nhé cái này thì em cũng giới thiệu với các bác nhiều rồi thì cái này có rất nhiều bông đẹp và với những bông đẹp này này thì các bạn đợi em ấy thì ít nhất phải tầm khoảng 2 đến 3 năm và em nói cái thời gian là 3 năm để cho những cái giò lan này nó do địa lan nó thành cái giống to khỏe thì lúc đấy em mới chia cho khách hàng được và mỗi khách hàng chỉ được một đến hai hai cặp thôi tức là chỉ chia được bốn thân thôi còn lại thì em chung vẫn phải vẫn phải trồng và phải nhân ra tuy nhiên rằng là em sẽ trong quá trình mà khi đấy mà em tách chiết thì em sẽ gửi cái cái đẹp cho khách hàng những cái số em để lại trồng tiếp lại chúng ta lại phải mất thêm một vài năm nữa để nhân giống cái sức trường tồn và cái sự bền bỉ của nó nó là như vậy các bạn nhớ thấy có những cái vấn đề gì thắc mắc hoặc là có những cái điều gì mà cần nói thêm về địa lan thì các anh các chị các bạn chúng ta có thể liên lạc qua số điện thoại em xin phép được đọc lại đó là số 0949261918 thì trong thực tế thì cái địa lan nó cũng khá là chơi cũng rất là hay khi mà chúng ta chơi càng chơi thì càng hay càng chơi thì chúng ta càng cảm nhận được cái độ hay và cái độ tinh tế cũng như là cái 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 sức hút của cái địa lan rừng nên là mong tất cả các cô các chú các anh các chị các bạn chúng ta hãy tìm hiểu và hãy giao lưu những cái chậu địa lan này và em nói thật sự với tất cả các bác là hiện tại bây giờ cái đam mê uh, còn gìn giữ và cái đam mê nó lan tỏa và cái đam mê mà nó mang lại cái giá trị tinh thần lớn nhất uh, trong những ngày tết nguyên đán này và trong những ngày tiếp theo thì em nghĩ rằng là nó là chỉ là cây địa lan thôi nên chúng ta chỉ nói đến cây địa lan thôi. còn những cây khác thì chắc là chúng ta tạm thời hiện tại bây giờ cuộc chơi lưỡng đoạn thì em nghĩ chắc là người ta sẽ không 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 để ý tới. Nhưng với cây địa lan này thì em thấy rằng là nó rất là ok. các bác nhé, đấy có những cái ý kiến đóng góp hoặc là có những ý kiến các anh chị anh chị các bạn cần chia sẻ thì hãy để lại cái comment dưới cái phần bình luận của video sau khi đăng tải nhé. Em cảm ơn tất cả các anh chị các bạn. Chúc tất cả các cô các chú các anh chị các bạn chúng ta có một ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những buổi livestream tiếp theo nhá. Em cảm ơn tất cả mọi người.